cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Tuy nhiên, do còn các ý kiến khác của đại biểu Quốc hội qua thảo luận ở hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giao cho trưởng đoàn đại biểu Quốc hội lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về nội dung này. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe để đồng bộ với quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Tuy nhiên, việc giải trình tiếp thu cần thuyết phục hơn. Bởi vì là đoàn thì có quyền của đoàn nhưng đại biểu cũng có quyền của đại biểu. Do vậy thì chúng ta cũng lập luận thế nào để đại biểu người ta thấy thỏa đáng. Quan điểm của tôi thì cũng đồng ý kiến với anh Định là chúng ta giải trình thật thuyết phục và chỉ đưa ra một phương án. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là dự án luật được cử tri nhân dân rất quan tâm vì nội dung của luật liên quan đến tính mạng tài sản người dân, về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Chủ tịch Quốc hội cho rằng nên thiết kế phiếu để xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Tôi thấy lấy phiếu là tôn trọng cái sự dân chủ, cái ý kiến của tập thể. Mặc dù là đa số là đồng thuận hết nhưng mà nó còn ý kiến khác nhau thì chúng ta phải thể hiện bằng phiếu. Ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra coi còn cái gì mà cần phải thiết kế một hai việc nữa lấy phiếu xung quanh như việc này thì chúng ta làm. Có thể thiết kế thêm thì các đồng chí tính toán lại. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với phương án lấy phiếu xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch là đề nghị chúng ta thiết kế lấy phiếu một phương án, đồng ý hoặc không đồng ý, cùng với có thể thiết kế thêm một số nội dung khác để lấy phiếu, nhưng mà có công văn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi cho trưởng đoàn và yêu cầu trưởng đoàn tổ chức lấy phiếu tập trung, thì ngay chiều nay có thể làm ngay cái công văn này, thay mặt Thường vụ tôi ký và gửi trưởng đoàn tổ chức lấy phiếu tập trung, kêu gọi tinh thần trách nhiệm của đại biểu để bảo đảm tương thích với luật, cái hệ thống pháp luật như luật tác hại rượu bia, rồi là nó bảo đảm cái an toàn tính mạng cho nhân dân. Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đề nghị Quốc hội cho giữ quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.